Xin chào bạn. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn kiến thức cơ bản về ngân hàng, giúp cho bạn tư vấn khách hàng có nhu cầu vay một cách tốt hơn. Tôi là Cao Sĩ Đức. Hơn 5 năm qua, tôi đã giúp cho hàng chục khách hàng vay ngân hàng để mà mua bất động sản thành công. Tôi tin chắc rằng sau khi xem video này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và tư vấn khách hàng tốt hơn, từ đó gia tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi khi mà tư vấn bán hàng. Tôi muốn chia sẻ với bạn một thông tin như thế này. Cái dự án gần nhất mà tôi triển khai có đến hơn 1.200 căn hộ, thì trong đó có hơn 60% khách hàng mua sản phẩm ở đây là có vay ngân hàng. Tuy nhiên, có rất nhiều nhân viên kinh doanh ngại khi mà gặp những khách hàng thiếu về tài chính và cần tư vấn thêm về ngân hàng. Thì điều đó có nghĩa là những nhân viên kinh doanh này đã mất đi 60% cái cơ hội để mà chuyển đổi bán hàng thành công. Chính vì vậy, chúng ta phải thay đổi cái tư duy của mình từ việc không thích tư vấn về tài chính, không thích tư vấn về ngân hàng, sang cái tư duy là tôi yêu thích tư vấn tài chính, tôi yêu thích việc tư vấn ngân hàng, tôi yêu thích việc cung cấp cái giải pháp tài chính ngân hàng cho khách hàng mua căn hộ của tôi. Phần đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn đó là kiến thức cơ bản về ngân hàng. Thì chúng ta có những cái khách hàng đang thiếu về tài chính, đang có nhu cầu vay ngân hàng thêm. Và chúng ta có những ngân hàng đang sẵn sàng hỗ trợ cho vay. Tuy nhiên, ngân hàng quyết định cho vay hay không và cho vay với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì có những cái tiêu chí gì để đánh giá hay không? Thì có 3 cái tiêu chí cơ bản mà khách hàng, mà ngân hàng xem xét khi mà quyết định. Thứ nhất đó là khách hàng này có uy tín hay không, bằng cái việc là truy xuất cái thông tin tín dụng trong tổ chức CIC. Và cái thứ hai là ngân hàng muốn biết là khách hàng này có khả năng trả nợ hay không, bằng cái việc chứng minh thu nhập của khách hàng. Và cái thứ ba là muốn biết cái tài sản đảm bảo có tốt hay không. Như vậy, dựa vào 3 cái tiêu chí này thì ngân hàng sẽ quyết định. Đầu tiên là khách hàng có uy tín hay không, check CIC. Nhiều nhân viên kinh doanh có nói về cái CIC, nhưng thật sự có thể các bạn chưa có tìm hiểu kỹ, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn thêm về cái CIC này. Thì kiểm tra CIC, và CIC là cái gì? CIC là viết tắt của cái từ Credit Information Center, là trung tâm thông tin tín dụng. Tại Việt Nam thì Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia là một tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và trung tâm CIC này được thành lập với chức năng thực hiện việc đăng ký tín dụng quốc gia, thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng, phòng ngừa và hạn chế các rủi ro tín dụng, chấm điểm xếp hạng tín dụng của pháp nhân và thể nhân trên lãnh thổ của Việt Nam. Và CIC có mục đích là phục vụ cho yêu cầu của quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, cung cấp các cái dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật. Như vậy là tất cả những khách hàng mà vay tiền, vay vốn tại các cái tổ chức tín dụng trên lãnh thổ Việt Nam đều được trung tâm CIC này thu thập dữ liệu và có tính chất real time, được update thường xuyên. Sau đó trung tâm này sẽ cung cấp ngược lại các cái dịch vụ cho các cái tổ chức tín dụng ở Việt Nam. Thì khách hàng của mình khi mà gửi hồ sơ lên ngân hàng thì việc đầu tiên mà nhân viên tín dụng sẽ làm đó là kiểm tra trong cái hệ thống CIC này xem khách hàng có thuộc cái nhóm nợ xấu hay không. Vậy thì có bao nhiêu cái nhóm nợ xấu? Có bao nhiêu cái nhóm nợ? Thì chúng ta có 5 cái nhóm nợ như thế này. Dựa vào cái thông tin của trung tâm CIC, bạn tín dụng sẽ truy xuất cái thông tin này và sẽ biết được cái khách hàng của mình thuộc cái nhóm nợ nào hay không. Đối với nhóm số 1 là nhóm nợ tiêu chuẩn, những nhóm này
Thì cái thời hạn mà trả nợ quá hạn thì chỉ từ 1 đến 20 ngày mà thôi. Nghĩa là những khách hàng này trả nợ rất là tốt, cứ đến tháng là đều trả nợ rất là tốt. Cái nhóm số 2 là nhóm nợ cần chú ý, thì thời hạn mà bị quá hạn trả nợ thì từ 10 đến 90 ngày. Tiếp theo là nhóm số 3 là nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, thì cái thời hạn mà quá hạn thanh toán nó lên đến là từ 90 đến 180 ngày, nghĩa là từ 3 tháng đến đến 6 tháng mà chưa có trả nợ thì sẽ bị rơi vào cái nhóm số 3. Nhóm số 4 là cái nhóm nợ có nghi ngờ, thì cái thời hạn thanh toán bị quá là từ 181 ngày đến 360 ngày, nghĩa là từ hơn 6 tháng đến 1 năm là bị rơi vào cái nhóm số 4. Và cái nhóm nợ số 5 là cái nhóm nợ mà nợ có khả năng mất vốn, nghĩa là khách hàng này nợ dai dẳng và quá hạn thanh toán lên đến trên 360 ngày, trên 1 năm là bị rơi vào cái nhóm nợ số 5. Nếu mà khách hàng của mình gửi hồ sơ lên và kiểm tra CAC thuộc nhóm số 1 và nhóm số 2 thì cái hồ sơ vay này sẽ rất là dễ dàng được ngân hàng xử lý tiếp. Còn nếu mà khách hàng của mình bị rơi vào từ nhóm số 3 đến nhóm số 5 thì hầu như các cái ngân hàng bị sẽ từ chối cái hồ sơ này và không có xử lý hồ sơ này, không cho vay nữa. Đó, tại vì lịch sử tín dụng của khách hàng này không tốt. Có một cái điểm mà tôi trong quá trình tư vấn khách hàng gặp một số khách hàng bị tình trạng như thế này. Thì khách hàng nói với mình là nói với tôi là chưa bao giờ vay ngân hàng bao giờ, rất là tự tin khi mà mua cái dự án này, thì tự tin cái việc có thể vay được bởi vì thu nhập cao và chưa bao giờ vay. Tuy nhiên khi mà kiểm tra cái CIC, kiểm tra thông tin trên CIC thì bị rơi vào cái nhóm nợ số 5. Thì hỏi lại khách hàng thì tôi mới mới phát hiện ra rằng là khách hàng trước kia có cho bạn bè mượn cái chứng minh nhân dân, mượn tên để mà mua hàng trả góp, nhưng mà người bạn không có trả nợ và khách hàng cũng không biết, bởi vì cái thông tin liên lạc là đều là thông tin của người bạn, và khách và ngân hàng gửi các cái thông báo nợ thì cho người bạn của khách hàng của tôi, và khách hàng của tôi hoàn toàn không có biết cái chuyện bị quá hạn như thế này. Và ngày qua ngày thì cái món nợ này dù nó rất là ít, chỉ có vài triệu thôi, và nó nợ và cái món nợ này đã quá hạn rất là lâu rồi, thì khách hàng đã bị rơi vào cái nhóm nợ số 5. Nhóm nợ số 5 thì khi hồ sơ vay của khách hàng được gửi lên thì ngân hàng, hầu như ngân hàng nào, tất cả ngân hàng đều từ chối, không cho khách hàng của tôi vay. Như đã trình bày ở trên thì khách hàng nào mà rơi vào cái nhóm nợ số 3 đến nhóm nợ số 5 thì các ngân hàng họ sẽ từ chối, họ sẽ reject, họ sẽ deny, họ sẽ từ chối cái hồ sơ vay này. Các bạn lưu ý. Rồi cái phần cách kiểm tra nợ xấu như thế nào? Thì chúng ta có thể kiểm tra nợ xấu bằng hai cách. Cá nhân cũng có thể truy cập vào cái trung tâm CIC, nhưng mà mình thấy nó khá là phức tạp nhiều bước. Thì cách đơn giản nhất để mà kiểm tra nợ xấu á, là nhân viên kinh doanh, là bạn thu thập cái chứng minh nhân dân, xin cái chứng minh nhân dân của khách hàng của mình và gửi cho cái bạn tín dụng mà đang hỗ trợ cho vay cái dự án này nhờ kiểm tra CAC. Thì bạn tín dụng này kiểm tra rất là nhanh, trong vòng một buổi rồi, nói chung là trong vòng thời gian rất là ngắn thì bạn đã có thể kiểm tra cái thông tin nợ xấu của khách hàng cho mình. Song song với việc mà kiểm tra CAC thì bạn cũng phải biết cách ước tính số tiền khách hàng có thể vay là bao nhiêu. Tại sao cái bước này nó quan trọng? Bởi vì bước này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian của khách hàng, của bạn và của cả bên phía ngân hàng. Ví dụ một khách hàng có vốn tự có và bạn sẽ ước tính được cái số tiền tổng có thể vay ra một con số mà nhỏ hơn rất nhiều so với cái giá trị cái tài sản mà khách hàng muốn mua, thì bạn sẽ nên tìm một cái giải pháp khác cho khách hàng, tìm một cái sản phẩm khác phù hợp hơn, thay vì mình tiếp tục
xử lý cái hồ sơ vay này. Thì cách ước tính nó cũng khá là đơn giản như sau. Thì đầu tiên là bạn phải tính được cái số tiền có thể mà khách hàng trả nợ hàng tháng. Thì mỗi ngân hàng nó có một cái tiêu chuẩn, cách tính nó hơi khác nhau một xíu nhưng cơ bản như sau. Thì đầu tiên thì ngân hàng sẽ tổng hợp tổng cái thu nhập của khách hàng và nhân cho 60% cái thu nhập này. Nếu khách hàng có người phụ thuộc thì sẽ trừ đi 3 đến 4 triệu đồng cho một người phụ thuộc. Thì nó ra được cái số tiền khách hàng có thể trả nợ hàng tháng. Ví dụ khách hàng của bạn có tổng thu nhập là 30 triệu một tháng và có một người phụ thuộc, thì cái số tiền có thể trả nợ hàng tháng là bằng 30 x 60% là 18 triệu và trừ đi cho 4 triệu người phụ thuộc là còn 14 triệu là có thể trả nợ hàng tháng. Rồi tiếp theo sau đó là mình sẽ tính ra, mình qua bước thứ hai là tính số tiền có thể vay tối đa của khách hàng. Thì cách tính nó cũng khá là đơn giản, học sinh lớp 5 cũng có thể tính được. Nó như sau. Giả sử mình có ít là cái số tiền mà tối đa mà khách hàng vay được, cái số này mình cần tính, và y là số tiền để trả nợ thì mình đã tính ở bước số 1 ở trên rồi. Thì để mà đảm bảo á, thì cái số tiền trả nợ được y á, nó sẽ bằng là cái tiền gốc phải trả hàng tháng và cái tiền lãi phải trả hàng tháng. Thì mình đưa cái ít vào thì cuối cùng nó ra công thức như trên slide. Mình sẽ tính ra rất là nhanh. Thì kết thúc cái bước này là bạn sẽ có một cái số tiền ước tính mà khách hàng có thể vay được cộng với cái số tiền vốn hiện có, số tiền sẵn có của khách hàng, thì mình ra một cái số tổng. Thì dựa vào cái số tổng này bạn cũng có thể tư vấn cái căn phù hợp cho khách hàng. Bước này nó rất là quan trọng. Rồi, nếu mà khách hàng này đảm bảo mua cái sản phẩm của mình thì bạn tiếp theo là bạn sẽ hỗ trợ cùng ngân hàng thúc đẩy cái việc cung cấp cái hồ sơ cho ngân hàng họ xử lý và họ duyệt cái hồ sơ vay này. Thì hồ sơ vay gồm những gì? Thứ nhất là gồm những giấy tờ như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay là hộ chiếu. Giấy tờ thứ hai đó là hộ khẩu hoặc là sổ tạm trú hoặc là giấy xác nhận tạm trú. Giấy tờ thứ ba đó là đăng ký kết hôn hoặc là xác nhận độc thân. Thứ tư rất là quan trọng đó là các hồ sơ về chứng minh thu nhập. Thì nó gồm có thể là hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm nếu có. Nó là sao kê ngân hàng nếu mà công ty của khách hàng trả lương qua chuyển khoản, hoặc là xác nhận lương nếu mà trả lương bằng tiền mặt là từ 3 đến 6 tháng gần nhất. Thì có ngân hàng là yêu cầu 3 tháng, có ngân hàng yêu cầu 6 tháng. Nếu mà khách hàng của mình có những cái nguồn thu nhập khác thì mình có thể thu thập thêm những cái thông tin như là hợp đồng cho thuê, giấy chứng nhận tài sản đang cho thuê, hoặc là sổ sách ghi chép, hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính từ các cái nguồn từ hoạt động kinh doanh. Rồi, cái thứ năm đó là cái tài sản đảm bảo. Đối với căn hộ đó chính là cái hợp đồng mua bán mà khách hàng sẽ ký với chủ đầu tư. Sau khi chuẩn bị cái hồ sơ vay ngân hàng gửi cho ngân hàng thì ngân hàng họ sẽ dùng cái nghiệp vụ của mình, họ sẽ xử lý cái hồ sơ này và có thông báo cho vay cho khách hàng của mình. Tiếp theo tôi muốn giải thích thêm một số cái thuật ngữ trong ngân hàng để giúp bạn hiểu hơn, để giúp bạn tư vấn khách hàng tốt hơn. Tại thông thường khi mà bắt đầu một cái dự án bất động sản thì phía ngân hàng và phía chủ đầu tư sẽ làm việc với nhau, và ngân hàng sẽ gửi cái bản chào lãi suất cho chủ đầu tư, và chủ đầu tư sẽ gửi cái bản này cho chúng ta, những người mà trực tiếp tư vấn đến khách hàng. Thì trong cái bản chào lãi suất này có nhiều thông tin, nhưng trong đó tôi muốn giải thích thêm một vài cái điểm như sau. Thứ nhất là lãi suất cố định. Thì thông thường các ngân hàng họ sẽ dành cái thời gian cố định mà ban đầu, có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, với cái mức lãi suất rất là ưu đãi và cố định trong cái thời gian đó để mà hấp dẫn khách hàng, để mà cạnh tranh lẫn nhau. Thì trong cái thời gian cố định này thì khách hàng sẽ không có bị thay đổi cái lãi suất, không có tăng lên.
mặc dù cái thị trường tài chính có tăng hay không, nhưng mà lãi suất này vẫn giữ cố định cho khách hàng. Lãi suất thả nổi thì sau cái thời gian mà được hưởng cái mức lãi suất cố định như thế này thì khách hàng sẽ trả cái lãi suất theo thả nổi. Để cái lãi suất thả nổi này nó sẽ được tính thông thường là bằng cái lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng đó cộng với một cái biên độ lãi suất thông thường nó khoảng từ 3-4%. Như ví dụ ở trên thì ngân hàng Vietcombank họ thu cái mức lãi suất thả nổi là bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ là 3.5%. Phí trả nợ trước hạn. Thông thường khách hàng mua bất động sản vay ngân hàng thì cái thời hạn trả nợ gốc có thể kéo dài đến 20 năm. Nếu mà khách hàng có nhu cầu mà trả gốc trước cái kỳ hạn mình ký hợp đồng với ngân hàng thì ngân hàng họ sẽ tính một cái khoản phí trả nợ trước hạn. Thông thường nó sẽ trong một vài năm đầu thì có cái mức phí này. Ví dụ như với Vietcombank, nếu mà khách hàng trả nợ từ năm thứ nhất đến năm thứ ba thì Vietcombank sẽ thu là 1% cái phí trả nợ trước hạn nhân với cái số tiền mà trả nợ trước hạn. Nếu mà từ năm thứ tư đến hết năm thứ năm thì mức phí này là 0.5%. Nếu mà khách hàng trả nợ từ năm thứ sáu trở đi thì mức phí này là được miễn phí. Ân hạn gốc. Tùy vào chương trình của ngân hàng cũng như là sự hợp tác giữa ngân hàng với chủ đầu tư thì ngân hàng sẽ có cái chính sách ân hạn gốc trong cái thời gian ban đầu. Nghĩa là khách hàng chưa phải trả tiền gốc trong cái thời gian ban đầu đó, giúp giảm bớt cái áp lực phải trả tiền của khách hàng khi mà mua căn hộ, khi mua sản phẩm bất động sản. Miễn trả lãi. Hiện nay là chúng ta và khách hàng hay được xem, hay được tư vấn là dự án này được miễn lãi đến khi nhận nhà, được miễn lãi 18 tháng, được miễn lãi 30 tháng chẳng hạn. Thì thực ra đây là một cái hình thức hợp tác giữa chủ đầu tư và ngân hàng để hỗ trợ khách hàng. Thì khách hàng không có phải trả lãi, mà số tiền lãi này được chủ đầu tư đứng ra trả lãi hộ dùm cho khách hàng. Ngân hàng vẫn thu tiền lãi chứ không phải là miễn, nhưng mà cái số tiền lãi này là chủ đầu tư trả thay vì là khách hàng trả hàng tháng. Tiếp theo là khách hàng vay ngân hàng có bắt buộc mua bảo hiểm hay không? Đây là một cái câu hỏi mà tôi đưa thêm trong cái slide này. Bởi vì thực tế hiện nay các cái hồ sơ vay ngân hàng thì rất là nhiều khách hàng cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình bị ép buộc khi mà vay ngân hàng rồi lại bắt mua cái bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ mình đã có rồi nhưng giờ phải bắt buộc mua cái bảo hiểm này, nó tốn hàng chục triệu đồng. Thì xin thưa là bảo hiểm, mua bảo hiểm là không có phải bắt buộc, tùy mỗi ngân hàng thì họ có thể có những cái chính sách tốt về phía lãi suất thì họ đề xuất thêm là phải mua bảo hiểm. Mình là người nhân viên kinh doanh hỗ trợ khách hàng của mình và kết nối với khách hàng thì kinh nghiệm là nên hỏi trước bạn tín dụng là có khách hàng vay này có phải mua bảo hiểm gì hay không, để mà mình báo trước cho khách hàng của mình khi mà mua bảo hiểm thì có được lợi gì thêm hay không. Đó thì khi mình được tư vấn trước thì khách hàng sẽ cảm thấy tốt hơn, sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ các bạn cách hỗ trợ khách hàng vay mua căn hộ như thế nào. Nếu bạn đã từng bán các cái sản phẩm căn hộ hình thành trong tương lai ở giai đoạn đầu thì bạn sẽ quen cái việc là khách hàng sẽ được chủ đầu tư rumor và nhận booking. Trong quá trình nhận booking này thì khách hàng sẽ không có mất tiền,
Rồi sau đó chủ đầu tư sẽ tổ chức cái sự kiện giới thiệu sản phẩm, tổ chức sự kiện bán hàng để mà khách hàng quyết định có đặt cọc xác nhận là mua cái sản phẩm này hay không. Từ cái thời điểm mà khách hàng ký vào cái phiếu đặt cọc thì khách hàng có thể bị mất cái số tiền mà đã chuyển cọc nếu như khách hàng thay đổi ý định. Về phía ngân hàng, từ giai đoạn booking đến giai đoạn đặt cọc thì ngân hàng sẽ làm việc với chủ đầu tư và làm việc với khách hàng ở mặt chủ trương chứ chưa giải quyết bất kỳ cái hồ sơ vay nào. Đối với nhân viên kinh doanh chúng ta thì chúng ta sẽ hỗ trợ khách hàng như thế nào trong cái giai đoạn này? Bởi vì nếu mà khách hàng xác nhận cọc thì có nguy cơ mất tiền. Chính vì vậy là bạn phải hỗ trợ khách hàng kiểm tra cái khả năng vay của khách hàng trước cái thời điểm đặt cọc. Ở tại thời điểm trước khi đặt cọc thì bạn nên liên hệ với bên tín dụng của ngân hàng để kiểm tra CIC và kiểm tra khả năng khách hàng có vay được hay không và vay được bao nhiêu. Khi ngân hàng đã xác nhận được khách hàng vay được và vay với cái số tiền như vậy thì bạn sẽ rất là tự tin để mà tư vấn khách hàng đặt cọc, bởi vì bạn đã chắc chắn rằng khách hàng của mình đảm bảo về mặt tài chính để mà tham gia cái dự án này. Rồi sau đó chủ đầu tư sẽ xây dựng hoàn thành phần cọc và móng, có giấy xác nhận đủ điều kiện huy động vốn hình thành trong tương lai, thì khách hàng và chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán với nhau. Từ lúc ký hợp đồng mua bán với nhau thì lúc này ngân hàng mới chính thức giải quyết cái hồ sơ vay của khách hàng. Đối với chúng ta, nhân viên kinh doanh, thì ngay khi ký hợp đồng mua bán thì bạn phải hỗ trợ phía khách hàng và hỗ trợ bên phía ngân hàng phối hợp với nhau để hoàn tất cái hồ sơ vay của ngân hàng. Tại sao cái bước này cần thiết? Thông thường thì các bạn tín dụng cũng sẽ chủ động liên hệ với khách hàng hoàn tất hồ sơ, nhưng mà chúng ta cũng nên tương tác, tác động vào bước này để cho cái hồ sơ được hoàn tất nhanh hơn. Thứ nhất là các bạn tín dụng bạn sẽ rất là bận rộn trong giai đoạn này, xử lý rất nhiều cái hồ sơ vay, đôi khi các bạn ấy quên. Và thứ hai là khách hàng của mình thường là sẽ rất là ngại, rất là ngại phức tạp và rất là lười, đôi khi lười nên chậm trễ cung cấp cái hồ sơ, dẫn đến có thể là cái tiến độ thanh toán tiền cho chủ đầu tư bị chậm trễ, có thể phát sinh cái lãi phạt nó không đáng có. Thì đó là lý do mà bạn phải tương tác trong cái giai đoạn này để thúc đẩy cái việc hoàn tất hồ sơ vay nhanh chóng. Khi mà hồ sơ vay đã được cung cấp đầy đủ thì ngân hàng sẽ duyệt, và cuối cùng là ngân hàng và chủ đầu tư, khách hàng sẽ ký hợp đồng ba bên, đồng thời là khách hàng và ngân hàng sẽ ký hợp đồng vay. Khi mà tất cả hồ sơ và các hợp đồng được ký kết xong thì ngân hàng sẽ giải ngân cái số tiền vay của khách hàng cho phía chủ đầu tư. Thì đến đây là công việc hỗ trợ vay khách hàng để mà mua căn hộ cái dự án của chúng ta đã hoàn thành. Trước khi kết thúc thì tôi có một số lưu ý khi mà hỗ trợ khách hàng vay ngân hàng mua căn hộ. Lưu ý thứ nhất, thông thường các dự án sẽ truyền thông là dự án này được hỗ trợ vay 70%. Tôi để ý rằng rất là nhiều khách hàng nghĩ rằng là mình sẽ được vay lên đến 70% bởi vì chủ đầu tư đã PR như vậy. Nhưng thực tế cái tỷ lệ vay được nó phải phụ thuộc vào cái khả năng trả nợ của khách hàng, như tôi đã trình bày trong cái slide trước. Lưu ý thứ hai là ngân hàng là đơn vị quyết định việc cho khách hàng vay hay không và vay với tỷ lệ bao nhiêu. Còn chủ đầu tư và đơn vị bán hàng chỉ có thể phối hợp hỗ trợ, và chủ đầu tư và đơn vị bán hàng rất là khó để mà thay đổi cái quyết định của ngân hàng. Ngân hàng đưa ra quyết định một cách độc lập. Cái lưu ý thứ ba là thường các dự án là chỉ vay được ở một số ngân hàng mà chủ đầu tư đã liên kết từ trước. Như vậy là tôi đã chia sẻ với bạn một số kiến thức cơ bản về ngân hàng, đồng thời cũng đã
hướng dẫn bạn cách hỗ trợ khách hàng khi mà khách hàng vay tại các dự án căn hộ. Chúc các bạn tư vấn khách hàng tốt hơn và chốt được nhiều giao dịch hơn. Nếu bạn thấy video này có ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè của mình. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để mà nhận được nhiều video giá trị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau.